Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trang 120 sách giáo khoa Sinh học 9. Đề bài như sau: Hãy nhận xét sự thay đổi của các nhân tố sau. Thứ nhất, trong một ngày từ sáng tới tối, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào? Thứ hai, ở nước ta, độ dài ngày vào mùa hè và mùa đông có gì khác nhau? thứ ba, sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào. để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại bài 41, môi trường và các nhân tố sinh thái trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 118. cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. với nhân tố đầu tiên, trong một ngày, cường độ ánh sáng sẽ tăng dần về buổi trưa và giảm dần về chiều tối. Với nhân tố thứ hai ta thấy mùa hạ ngày sẽ dài hơn mùa đông. Với nhân tố thứ ba, mùa hạ sẽ có nhiệt độ cao, trong khi đó mùa thu mát mẻ, mùa đông thì nhiệt độ lại thấp và mùa xuân nhiệt độ sẽ ấm áp hơn. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3, trang 120, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.